ta sẵn sàng nhận hai đoàn viên lưng gậy. Cầm lên lưng gậy. Hai đoàn viên ra lưng gậy. Bạn đã hiểu lượt trận, hai đoàn viên hiểu lượt trận. Hai vận viên chúng ta đã hiểu lượt ạ. Sau đây là trận đấu thứ nhất giữa hai vận động viên hạng cân 40kg. Vậy, trận đấu thứ nhất. Trận đấu thứ nhất giữa hai vận động viên. Rồi, các bạn ngồi lại. Sau đây là hiệp đấu thứ nhất giữa hai vận động viên. Một vận động viên đến từ xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, và vận động viên đến từ trường Văn Tinh, thành phố Lạng Sơn. Hiệp đấu thứ nhất của chúng ta. Hai bạn rất là kinh nghiệm. Sau đây là trận đấu thứ hai giữa vận động viên đeo đai màu đỏ đến từ xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, và vận động viên đeo đai màu vàng đến từ phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Hiệp đấu thứ hai của chúng ta. Đặc biệt các bạn hai đối ra lên gậy ạ. Sau đây là hiệp đấu thứ hai giữa hai vận động viên, một vận động viên đến từ xã Hoàng Đồng và vận động viên đến từ phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. Hiệp đấu thứ hai của chúng ta. Cố lên ạ, hai vận động viên chúng ta đã cố lên ạ, hai vận động viên đang cố lên ạ, hai vận động viên cố lên ạ. Chúng ta có sức khỏe, chúng ta cũng yêu cầu một kỹ thuật ạ, không đầy khỏe. Cố lên ạ, hai vận động viên ơi, cố lên ạ, dâng tay gắng sức. Trận đấu thứ hai của hai vận động viên. Trận đấu thứ hai giữa hai vận động viên đến từ xã Hoàng Đồng, và thành phố Lạng Sơn, và vận động viên đến từ phường Đông Kinh, chúng ta đang tỷ số 5-1. Trận đấu thứ hai là đeo đai màu vàng đã giành được thắng. Sau đây là trận chung kết ạ. Trận chung kết giữa hai vận động viên hạng cân 45kg. Một vận động viên đeo đai màu vàng đến từ phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Vận động viên đeo đai màu đỏ đến từ xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Trận đấu thứ ba của chúng ta. Hai vận động viên lên gậy ạ. Qua điệu hạ gấu cho anh gần em thêm chút nữa. Xin mời quý vị. Hai vận động viên sẵn sàng lên gậy. Sau đây là trận đấu thứ ba giữa hai vận động viên đến từ phường Nam Kinh và xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ạ. Hiệp đấu thứ ba của chúng ta. Các cổ động viên chúng ta cổ vũ nhiệt tình cho hai vận động viên ạ. Rất là ngang tay ngang sức ạ. Cố lên ạ, cố lên ạ. Hai vận động viên cố lên ạ. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên ạ, cố lên ạ. Rồi, vận động viên đeo màu vàng chúng ta đang dồn hết lực ạ để. Rất là chắc ạ. Các bạn nhỏ chúng ta thi
đứng ở hai đầu của vận động viên đang thi đấu ạ. Dạ, rất là cảm ơn hai vận động viên, bắt tay nhau. Tinh thần thể thao giao lưu học hỏi, rất là cảm ơn ạ. À, sau hai trận đấu thì phần thắng đã dành về vận động viên đến từ phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, đeo đai màu vàng. Rất là cảm ơn ạ. Rồi, một phần quà ban tổ chức dành cho bạn ạ. Tiếp tục mời các bạn các tuần kế tiếp tiếp tục tham gia.